thân con bé, buồn ngủ quá, ban ngày thì đi làm vất vả, tối đến vẫn phải về mua vui. Mị còn trẻ, mị không muốn đi chiêu. Thôi là rồi, cười quá cơ. Put your hands up. Put Hộ thân nó, hộ dân giữa nhỉ, đi làm vất vả rồi tối về vẫn phải mua vui, khổ thế. Tap on the head rồi. Ôi dồi ôi, thôi cho con ngủ đi, khổ quá nhỉ, vất vả quá, giữa nhiều việc quá nhỉ, mắt buồn nhiêu như thế rồi mà vẫn còn phải ôm vui. Mắt mà mắt cháu nó buồn ngủ như thế rồi mà cháu vẫn phải mua vui đấy các bác ạ. Bác thấy sữa nó đáng yêu không? Cái sữa đấy, sữa đáng yêu lắm. Mà sữa lúc nào chiếm giữ. Cả sô cô la đâu? Sô cô la đâu? Sô cô la ra chiếm chỗ đi của sữa đây. Cười hết trò rồi à? Hết trò rồi, để cho nó ngủ đi. Hộ thân. Sữa ơi, sữa, sữa này. Ôi giời ơi, làm gì đây? Mặt này, mặt này đáng yêu Này không? Thôi bút cho vẽ con nằm ngủ đi, khổ. lên đi nè. Bút vẽ. Gái cho nó thoải mái, sướng phê này. Tịt cả mắt lại. Đấy, mẹ trêu thế nó mới không ngủ được đấy. Đấy, nó tỉnh ở đấy. Điên luôn. Sữa ơi, mắt tí hí kìa, sữa mắt tí hí kìa. Đố sữa biết đâu là tay mẹ, đâu là tay bố. Thấy không? Thế tay mẹ nó dướn người à, thì tay muốn dướn người vào. Yêu bố hơn đúng không? Đấy, tay mẹ chạm vào như thế. Đấy, đấy nó dướn người vào. Thấy nó dướn người vào không? Làm lại đi. Đây. Đều nhỉ. Đấy, sự phân biệt không hề nhẹ nha các bác nha. Đấy. Tay bố là nó ngủ được luôn, còn tay mẹ nó dựng dậy luôn. Đấy, kinh chưa? Nịnh nhau á. Ôi, nịnh nhau kinh không? Xong. Duyên thế. Duyên thế. Đây, các bác ơi. À, thử làm bắt chước rồi bố nó xem nào. Mẹ nhẹ nhàng giống bố nhá. Rồi bắt chước bố. Nhẹ nhàng hơn đẩy xe hàng. Xe hàng hàng tấn luôn nhỉ. Nhẹ nhàng thế à? Nhẹ nhàng giúp mình bật bật. Thường đấy. Sữa ngoan lắm.
hư. Cây mẹ hư. Đấy, các bác thấy sữa sướng không? Đời sống vương giả lắm. Là bố mẹ cưng chiều. Nựng. Ui trời, ui trời, sướng không? Nào, sữa chào các bác, các cô, các chú. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye bye. Cheese. Cheese.